Trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và đội chủ nhà bảng 5. Trọng tài 1 đó là ông Phạm Hữu An và trọng tài 2 là ông Trần Văn Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với các cầu thủ xuất phát trong đội Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Với những cầu thủ quen thuộc, chúng ta có thể thấy đó là gương mặt của Phan Trọng Nghĩa, cầu thủ mang áo số 4, số 5 đó là Đỗ Văn Thế, số 7 Nguyễn Thành Luân, số 11 Tạ Quảng Cảnh, số 4 Lai Quốc Phát, 15 Bùi Văn Cường và Nguyễn Xuân Bắc libero. Huấn luyện viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đó là huấn luyện viên Hoàng Trường Sinh. Và đây là đội chủ nhà, là những cái tên quen thuộc đã thi đấu những trận đấu trước đó, không có nhiều sự thay đổi. Với số 3 Trương Công Phi, số 5 Võ Đoàn Quốc Bảo, số 10 Đặng Sơn Hải, 12 Huỳnh Xuân Hoàng, 13 Nguyễn Thanh Sang và số 14 Nguyễn Thành Tỷ, libero của Quảng Nam đó là số 4 Châu Ngọc Nhật. Huấn luyện viên của Quảng Nam đó là Huỳnh Ngọc Hạnh. Trong trận đấu vào ngày hôm qua, trận đấu trước đó, thì Quảng Nam đã không thể có được một kết quả tốt trước Công an Phú Thọ. Và trong ngày hôm nay đây cũng là một trận đấu rất quan trọng đối với đội bóng này, thì đây đã là trận đấu thứ 6 của Quảng Nam. Trận đấu cuối cùng của Quảng Nam tại vòng bảng. Điểm đầu tiên dành cho cầu thủ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Lập bóng tốt. Hai đều. Câu lạc bộ chủ nhà Quảng Nam. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Quan Trọng Nghĩa. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động là đội bóng chủ quản của Trọng Nghĩa. Nhưng cầu thủ này thì cũng thường xuyên được cho mượn đến các đội bóng mạnh khác thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Và thường xuyên đó là Ninh Bình. Báo tổng nhá.
pha bật rất cao, bóng chạm trán ra ngoài, đổi pha bóng cho Quảng Nam. Tình huống bật cao đập bóng của Thành Tỉ. Công từ hàng sau, nhưng có thể nói các cầu thủ ở hàng sau của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã thiếu tập trung trong tình huống vừa rồi. Trận thua ngày hôm qua là một trận thua khiến cho Quảng Nam gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vào top 4 của bảng đấu. Sau cái trận đấu ở vòng bảng thì bốn đội bóng dẫn đầu mới có thể có mặt ở chung kết. Vừa rồi là một tình huống tấn công nhanh từ vị trí số 3. 6 đều. Và đẩy bóng ra ngoài. Không có vị trí tốt nhất cho đội trưởng Sơn Hải Quảng Nam. Fight!
lưới và đổi hướng và sự thế tốt của Hoàng Trọng Nghĩa. Pha phơm đâm trồng từ các cầu thủ áo đỏ. Điểm cân bằng khi khởi đầu sách đấu đầu tiên. Và tấn công vị trí số 2. Và ghi điểm của Bùi Văn Cường. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vẫn hơn điểm so với Quảng Nam. Tuy nhiên, thì số lượng trận đấu của họ vẫn chưa đủ thế hơn thì Quảng Nam. Sẽ chỉ có trận đấu ngày hôm nay nữa sẽ kết thúc các trận đấu ở vòng bảng với 7 đội tham dự của bảng đấu này. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vẫn có những cơ hội khi họ sẽ chỉ phải gặp đối thủ không được đánh giá quá cao ở trận đấu còn lại. Đường truyền không tốt, lỗi dính bóng, điểm cho đội chủ nhà 15-14. Phú Thọ thì Quảng Nam đã khá nhiều lỗi phát bóng. Không một cầu thủ nào đó bóng từ đúng vừa rồi. Hai người nhìn nhau. Chắn đổi hướng và điểm rơi vẫn nằm trên vạch 3m, 16 đều. Phía trước là loạt điểm tăng tốc quan trọng của set đấu đầu tiên và cầu phát bóng thuộc về Sơn Hải, đội trưởng của Quảng Nam.
và xử lý kinh nghiệm. Số 7 bên phía cảnh sát cơ động. Chắn bóng tốt. Một tình huống tấn công nhanh đã bị bắt bài. Và đây là thời điểm mà huấn luyện viên của đội chủ nhà Quảng Nam xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Tỷ số đang là 19-17 nghiêng về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Phát bóng ra ngoài. 20-19. Sân của Quảng Nam và đập bóng từ vị trí số 4 của Quản Trọng Nghĩa. Cách biệt 2 điểm đã được thiết lập. Đó là những điểm số quan trọng nhất là ở vào thời điểm quyết định của set đấu đầu tiên này.
Điểm cho Quảng Hàm 20-21. Bên phía cảnh sát cơ động đó là Đỗ Văn Thế. Xin quý vị khán giả khi quay hình không sử dụng đèn flash. Xin cảm ơn. Những điểm số quan trọng trong set đấu đầu tiên. Không được. Phá vỡ không tốt giữa hai cầu thủ. Cảnh sát cơ động 22-21. Đường chuyền hai cho Hàn Dũng là không đủ tầm cao. Bóng vẫn ngang mép lưới. Phát bóng ra ngoài 22 điểm. Là những tình huống phát bóng hỏng. Cơ hội cho cầu thủ Quảng Nam để có thể kết thúc set đấu đầu tiên. Số 3 ra sân, số 5 bỏ sân.
nữa. Và 25-23 là kết quả của set đấu đầu tiên nghiêng về phía Quảng Nam. Đội chủ nhà đã có được những điểm số quan trọng của set đấu đầu tiên khi tận dụng được sai lầm của đối thủ. Set đấu thứ hai, cầu thủ Quảng Nam phát bóng trước. Đội chủ nhà đang có lợi thế dẫn trước 1-0 trong trận đấu này. Pha phối hợp đập chồng tốt từ cầu thủ Cảnh sát cơ động. Pha ghi điểm của Nguyễn Thành Luân. Tình huống xử lý không tốt từ các cầu thủ chủ nhà. 2-0. Pha trả bóng hời hợt của Quốc Bảo. Giờ mới là điểm số đầu tiên cho Quảng Nam trong trận đấu này, 1-3. Tỷ số nâng lên 4-1.
Khoảng cách điểm tiếp tục được gia tăng. Và tấn công quá tốt. Đập bóng trên chắn và pha đập bóng rất mạnh hướng thẳng vào vị trí Bùi Văn Cường. Điểm số thứ tư dành cho Quảng Nam ở trong trận đấu thứ hai. Đội chủ nhà giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên và đó là một tín hiệu khá tích cực khi đây cũng là một trận đấu mà Quảng Nam phải thắng. Trận đấu cuối cùng của họ tại vòng bảng lần này. Trọng tài xác định ngoài và điểm cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Và lách chắn tốt. Khoảng cách 3 điểm và xử lý từ vị trí số 2 của Xuân Hoàng. Bùi Văn Cường cũng là một cầu thủ thường xuyên góp mặt tại giải vô địch quốc gia. Anh cũng đã có thời gian thi đấu cho các đội bóng mạnh tại hạng đấu cao nhất của bóng chuyền Nam Việt Nam. Đỗ Văn Thế. Điểm cho Cảnh sát Cơ động 10 năm.
Pha xử lý lỏng tay, không quá nhanh quá mạnh, những điểm rơi hiểm. 11-6 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Khoảng cách 4 điểm, vẫn có cơ hội. Một pha phối hợp tốt từ các cầu thủ Quảng Nam, tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3 qua tay phụ công của đội chủ nhà. Và khoảng cách vẫn đang là 4 điểm, những loạt đổi điểm liên tiếp của cả hai đội. Phối hợp đập chồng, bóng vào tay Quảng Trọng Nghĩa. Đổi phát bóng 13-8 cho Cảnh sát cơ động. Cách biệt 5 điểm, rất an toàn cho Cảnh sát cơ động ở set đấu thứ hai. Bước 1 không thật tốt. Sơn Hải không đủ qua lưới ở một vị trí không phải là thuận lợi nhất cho đội trưởng của Quảng Nam. Nhưng loạt điểm tăng tốc phía trước vẫn đang thuộc về cầu thủ Cảnh sát cơ động. Thank you.
Không một cầu thủ nào ra đón trái bóng vừa rồi. 12-17. Sự thay đổi người bên phía cầu thủ Quảng Nam. Cầu thủ mang áo số 2 được đưa vào sân. Đó là Huỳnh Thế Cường. Pha phát bóng của đội trưởng Đặng Sơn Hải. Tấn công nhanh. Lại là một tình huống phối hợp tấn công nhanh từ các cầu thủ Cảnh sát cơ động. Pha đập bóng của Thương Phát. Đội Quảng Nam xin thay người số 5 ra sân, số 19 Ngọc Thiên vào sân. Chắn bóng tốt. Nhưng trọng tài xác định là điểm dành cho cầu thủ Quảng Nam. Dường như đã có tình huống chạm lưới. Và đây là thời điểm mà huấn luyện viên của Quảng Nam xin tạm dừng trận đấu hội ý. Bóng không qua lưới rồi. Nhưng cách biệt lên tới 8 điểm. Đó là những cơ hội quá tốt cho Cảnh sát cơ động để kết thúc set đấu thứ hai. Hãy subscribe.
cảnh sát cơ động 23-16. Điểm số thứ 23 rồi và phía trước là những cơ hội để cảnh sát cơ động cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Chắn bóng tốt, 24-16. Rất nhiều cơ hội để khép lại set đấu thứ hai. Còn rất nhiều cơ hội nữa. Và 25-17 là kết quả của set đấu thứ hai. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cân bằng tỷ số 1 đều trong trận đấu này. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Thứ ba, đội Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát bóng, điểm 0-0. Set đấu thứ ba, chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đội chủ nhà Quảng Nam tại vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A năm 2024. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam ở thành phố Tam Kỳ. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng của đội trưởng Sơn Hải và Quảng Nam tại vòng bảng lần này. Một trận đấu mà họ phải thắng sau khi đã trải qua 5 trận đấu trước đó và mới có được 4 điểm. Và mới có được 5 điểm. Điểm số tiếp theo có mặt trong top 4 đội dẫn đầu và phải chờ đợi kết quả của trận đấu khác.
Điểm cảnh sát cơ động 2-1. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xin thay người số 5 ra sân, số 6 vào sân. Như vậy là cây chuyền 2 của Cảnh sát cơ động đã được thay thế. Một bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định đã có tình huống chạm lưới từ cái tay trắng của Quảng Nam. 3-2. Những điểm số tiếp tục với lợi thế dành cho cầu thủ Cảnh sát cơ động. Set đấu thứ hai là thời điểm mà họ vượt lên và giành chiến thắng với cách biệt lớn về mặt điểm số. Chạm chắn ra ngoài. Vẫn là
trước. Nhưng lần này nó từ phía Quảng Nam cho Công Phi. Cầu thủ Quảng Nam đang có 2 điểm dẫn trước. Chắn bóng tốt, một pha thiết lập chắn đôi thành công giữa cầu thủ Cảnh sát cơ động. Pha phối hợp giữa Thành Luân và Thương Phát. Phòng thủ bằng chân nhưng không kịp. Bóng chạm vào chân của Sơn Hải. Và chuyền bóng sang vị trí số 4. Bóng chạm chắn đổi hướng. Không qua lưới rồi. Điểm số thứ 10 cho Quảng Nam. Thay đổi người bên phía cầu thủ Cảnh sát cơ động và cây chuyền 2 Đỗ Văn Thế trở lại sân. Tỷ số cân bằng 10 đều ngay sau khi cây chuyển hài nhiều kinh nghiệm của Cảnh sát cơ động trở lại sân. Điểm Cảnh sát cơ động 11, 12. Hãy
Tiếp tục là điểm số dành cho Cảnh sát cơ động. Một thế trận giằng co giống như xanh đồng tiền. Và đây là thời điểm các cầu thủ bước vào một set đấu có tính chất bản lề. Pha tung bóng cao, nhảy phát bóng. Một vị trí khá xa lưới. Và các tay chắn của Cảnh sát cơ động đã thực hiện tốt. 14-13. Đội Quảng Nam trên thay người số 21. Thay người bên phía cầu thủ Quảng Nam. Thành Tỷ trở lại sân. Thay cho cầu thủ Hồng Nhân. Chồng. Và trọng tài xác định điểm số dành cho các cầu thủ Cảnh sát cơ động với điểm rơi của trái bóng đúng góc sân. Pha bật đà với tầm cao tốt của Quản Trọng Nghĩa. Điểm 16-14. Đội Quảng Nam xin tạm dừng. Sự thay người của Quảng Nam vẫn chưa cho thấy hiệu quả cao nhất. Với những con người và lực lượng hiện tại, thì cầu thủ Cảnh sát cơ động vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. Chắn tốt, chỉ có một cầu thủ theo chắn, nhưng cái tay đập của Quảng Nam cũng không vượt qua các cầu thủ có chiều cao tốt bên phía phần sân đối diện. Tình huống chắn bóng thành công của Quang Khánh. Tình huống
và bóng đã ra ngoài, nhưng trọng tài xác định là bóng chạm chắn. Điểm giám sát cơ động 18-15. Đội Quảng Nam xin thay người số 5 ra sân, số 19 Ngọc Thiên vào sân. Cơ động 19-16. Pha xử lý thông minh, pha đặt ngắn, không có một cầu thủ nào kịp lót chắn ở tình huống vừa rồi. Vì phía Quảng Nam loạt điểm tăng tốc thuận lợi. Đường truyền không tốt, và đây là cơ hội cho Cảnh sát cơ động. Bóng lại ra ngoài thì phải. Trọng tài đang rất lưỡng lự và đang cần tư vấn từ các trợ lý. Không hề chạm chắn. Trọng tài xác định bóng ngoài. Điểm cho Quảng Nam là chính xác. Đây là điểm số thứ 20. Điểm cảnh sát cơ động 20-17. Điểm 21-17. Được rồi, bóng vào chân của Thành Luân. Và tấn công từ vị trí số 2, nhưng cầu thủ thuận tay trái Bùi Văn Cường. 22-18. Bóng chạm chắn ra ngoài. 22-18. Đội Quảng Nam xin tạm dừng lần thứ 2 ở hiệp đấu thứ 3. Nó vẫn thấp tầm, nó còn không được cái cờ, nó không được nữa. Màu qua phải sờ
Điểm cặp sách cơ động 23-18. Và lách chắn tốt từ các cầu thủ Quảng Nam thì những tấn công của Xuân Hoàng ở vị trí số 2. Điểm bóng Nam 19-23. Tình huống phối hợp đập chồng rất hợp lý của cầu thủ cảnh sát cơ động 24-19, và chỉ cần một điểm nữa để họ kết thúc trận đấu này. Điểm 25-20, điểm số quyết định giúp cho cầu thủ cảnh sát cơ động vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 trong trận đấu này. Xét đấu bản lề đã được cầu thủ cảnh sát cơ động cụ thể hóa bằng phần thắng 25-20.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2024. Trận đấu giữa đội chủ nhà Quảng Nam trong trang phục áo trắng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các cầu thủ trong trang phục áo đỏ. Đây là những diễn biến của set đấu thứ tư khi mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang dẫn trước 2-1. Họ có thể sớm kết thúc trận đấu này nếu như giành phần thắng ở set đấu thứ tư này. Điểm đầu tiên dành cho Cảnh sát cơ động 1-0. Lần này thì pha đập bóng của Bùi Văn Cường đã đi chính xác hơn. Điểm Ngân Sách Cơ Động 2-2. Bóng đã lo sang phần sân của Quảng Nam. Đổi phân bóng 3 đều. Bóng chạm tràn ra ngoài, pha đập bóng rất mạnh mẽ của số 14 Thành Tỷ. Với hai set thắng thì lúc này Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã chắc chắn có thêm được một điểm nữa ở bảng đấu này. Điểm Cảnh sát cơ động 5 đều. Bóng đổi hướng và ba cầu thủ hàng sau của Cảnh sát cơ động không thể làm gì hơn. Chạm chắn ra ngoài. 6 đều. Điểm Cảnh sát cơ động 6 đều.
bóng. Tỷ số là 7-6 cho Quảng Nam, liên tục là những pha đổi điểm. Điểm cảnh sát cơ động 7 đều. Vẫn là những tình huống giằng co khá giống với những séc đấu trước đó ở những loạt điểm đầu tiên. Chủ nhà Quảng Nam. Cách biệt 2 điểm lúc này đã được cầu thủ Quảng Nam tạo ra. Điểm cảnh sát cơ động 8, 9. Vẫn còn rất nhiều thời gian trong séc đấu này. Cảnh sát cơ động 9, 10. Cách biệt chỉ có 1 điểm mà thôi. Pha phát bóng của Bùi Văn Cường. Phát bóng ra ngoài. Trọng tài xác định điểm cho cầu thủ Quảng Nam. Bóng rất sát với vạch cuối sân. 11-9. Vào số 12 bên phía Quảng Nam, đó là Huỳnh Xuân Hoàng, người cũng đã ghi rất nhiều điểm cho đội chủ nhà ở trận đấu này. Cảnh sát cơ động 11 đều. Giờ thì những điểm số lại đang thuộc về cầu thủ cảnh sát cơ động, họ vươn lên 12-11. Đội Quảng Nam xin tạm dừng.
cháu chéo đâu mà đánh có thể chơi có thể hỏng nhiều tốt một không phải hỏng thôi rồi thôi xong rồi bây giờ qua cái điểm đấy rồi anh em tập trung được sao mười hai có thể hỏng nhưng mà bước một không phải hỏng được chưa bây giờ tập trung mà thôi bây giờ qua cái điểm điểm cho cầu thủ cảnh sát cơ động 13, 11 đã có sự khác biệt được tạo ra. Họ cũng đã vượt qua được một nửa số điểm cần thiết cho set đấu thứ tư này. Đập bóng của Xuân Hoàng. Điểm 15-12 rồi. Khoảng cách 3 điểm đã được tạo ra. Rất nhiều tình huống các tay đập của Quảng Nam không thể vượt qua được hàng chắn. Với sự phối hợp tốt của cầu thủ cảnh sát cơ động. Sự thay đổi người bên phía Quảng Nam. Tấn Trường được đưa vào sân. Lại thêm một sự thay đổi nữa. Ngọc Thiên đưa vào sân. Cơ hội tấn công cho cầu thủ cảnh sát cơ động, đường chuyền hai của Trọng Nghĩa. Bóng bật sang lưới khá may mắn. Vẫn còn. Và bóng chạm chắn ra ngoài. Các cầu thủ cảnh sát cơ động đã không lúng túng mà bình tĩnh xử lý tình huống vừa rồi. 16-13.
Đội cảnh sát cơ động 17, 14. Bóng lọt chắn rồi. Đội bóng nam 15, 17. 15, 17. Đội bóng nam thay người, số 1 ra sân, số 14 Thần Tỷ vào sân. Cơ hội vẫn đang thuộc về cầu thủ cảnh sát cơ động. Họ đang dẫn điểm và đây là set đấu quyết định. Lại là những tình huống thủ tốt của các cầu thủ cảnh sát cơ động. 19-15. Đội Quảng Nam thay người, số 19 ra sân, số 5 Quốc Bảo vào sân. Cao thủ Quảng Nam đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương. 16-19. Đây là thời điểm mà cảnh sát cơ động đang tăng tốc với sự ổn định của các tay chắn. Điểm cảnh sát cơ động 20-16. 20-16 rồi. Các cầu thủ cảnh sát cơ động đang dần tiến đến những điểm số quyết định của trận đấu này. Tấn công nhanh từ vị trí số 3. Và ghi điểm phụ công bên phía Quảng Nam. 17-20. Tức cũng là câu trả lời từ cầu thủ cảnh sát cơ động với pha tấn công nhanh. Đội Quảng Nam xin tạm dừng lần thứ hai ở trận đấu thứ tư. Tấn công sau vạch 3 mét. Điểm cảnh sát cơ động 22-17. Xuân Hoàng
không kịp dừng đà và chạm lưới. 22-17. Điểm 23-17. 23-17 rồi. Cao thủ Cảnh sát cơ động đang hướng đến những điểm số quyết định. Còn đập bóng hàng sau, lần này là pha ghi điểm của đội trưởng Sơn Hải. 18-23. Bóng ra ngoài vẫn chưa đến được điểm số quyết định từ cầu thủ Cảnh sát cơ động. Đội bóng của Cảnh sát cơ động xin tạm dừng. Chạm chắn ra ngoài, điểm số thứ 24 rồi. 24-19. Và có rất nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu này cho các cầu thủ của Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Một tình huống phòng thủ hàng sau tốt của cầu thủ Cảnh sát cơ động và trận đấu khép lại với tỷ số 25-19 trong set đấu thứ tư. Cầu thủ Cảnh sát cơ động giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Họ vượt qua đội chủ nhà và tiếp tục giữ vững vị trí trong top 4 của bảng đấu này. Trong khi đó, hai trận thua liên tiếp của Quảng Nam khiến cho cuộc đua đến vị trí trong top 4 của bảng đấu càng trở nên xa vời với Quảng Nam. Trong khi đối thủ gần nhất của đội bóng này cũng đang có bước tiến mạnh mẽ, đó là Công an Phú Thọ. Một trận thua gần như đã chấm dứt cơ hội vào vòng chung kết của Quảng Nam.